Ngày 8 tháng 3, trao đổi với báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bộ Công an cáo buộc bà Hoàng Thị Thúy Lan có sai phạm trong vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can gồm Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn là lao động tự do để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can nêu trên bị cáo buộc vì đã có hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ đầu tháng này, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, trong quá trình điều tra bước đầu xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Tuy nhiên, từ năm 2015 là đã phát triển mạnh mẽ, nhận được nhiều công trình từ Bắc vào Nam. Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Đại diện Bộ Công an cũng cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp này. Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ, Phúc Sơn là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, năng lực ở mức vừa phải. Cũng theo ông Tô Ân Sô, trong số các bị cáo có Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp chỉ học lớp 4.